Nghệ thuật Chiki. Xin chào các em, chúng ta cùng bắt đầu học vẽ nhé. Mình cùng bắt đầu với lối vào của tòa lâu đài nào. Chúng ta sẽ thêm một bức tường ở bên phải và bên trái nữa. Các em làm thật là tốt đấy. Bây giờ hãy thêm một tòa tháp với một trái tim nhỏ trên đỉnh nhé. Với tòa tháp chính thì chúng ta sẽ vẽ nó lớn hơn một chút và thêm một cửa sổ ở đây nữa. Vẽ một tòa lâu đài thật là dễ dàng phải không các em? Bây giờ thì chúng ta tô màu cho tòa lâu đài thật lung linh thôi nào. Đầu tiên là màu lam này ở bức tường bên trái và cả bên phải nữa. Như vậy nè các em, một màu vàng đáng yêu cho bức tường trung tâm của chúng ta. Và màu đỏ cho cái cổng nữa nhé. Màu cam cho trái tim. Sau đó màu tím, màu vàng, màu xanh lá, màu hồng đậm và cả màu hồng nhạt nữa. Còn ở đây thì thêm một chút màu lam và màu vàng một lần nữa nè. Wow, một tòa tháp thật là vui nhộn. Chúng ta tiếp tục phần tiếp theo nào. Đầu tiên là màu xanh lam và một lần nữa màu tím, màu vàng, màu xanh lá, màu hồng đậm và cả màu hồng nhạt nữa. Phần còn lại của tháp ở chỗ này, chúng ta sẽ tô màu hồng đậm nhé. Các em ơi, chúng ta sắp hoàn thành rồi đấy. Mình cùng lặp lại các màu tương tự một lần nữa nào. Ba, tòa tháp của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các em đừng quên cửa sổ đấy nhé. Ở đây mình sẽ dùng màu xanh lam và vàng nè. Wow, chúng ta đã làm thật tuyệt vời. Đây là tòa lâu đài kỳ diệu của chúng ta này. Các em đã sẵn sàng chinh phục chưa nào? Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.